Theo kế hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cảng hàng không côn đảo có quy mô cấp sân bay 4C với công suất thiết kế dự kiến là 2 triệu hành khách một năm, diện tích đất dự kiến là 141 ha. Cục Hàng không Việt Nam dự kiến khởi công dự án từ tháng 3 năm 2023 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Thời gian ngừng bay từ tháng 3 năm 2023 đến trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, do kế hoạch bố trí vốn chậm so với dự kiến, đồng thời còn một số vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lấy ý kiến bộ ngành địa phương về các phương án đề xuất đầu tư, nên tiến độ khởi công có thể phải lùi lại một thời gian. Vì vậy, thời gian đóng cửa sân bay cũng sẽ lùi lại. Để bảo đảm tiến độ triển khai đầu tư mở rộng, nâng cấp cảng hàng không côn đảo, Ngày 9 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai các dự án đầu tư theo quy định hiện hành và xem xét giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam ra soát cân đối nguồn vốn để thực hiện phương án đầu tư mở rộng các công trình khu hàng không dân dụng của Cảng hàng không Côn Đảo theo quy hoạch được phê duyệt giai đoạn đến năm 2030, bảo đảm tiến độ hoàn thành đồng bộ và khai thác các công trình Sở Giao thông Vận tải cho biết các cơ quan chức năng đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa chút được thời gian tạm đóng cửa sân bay Côn Đảo để sửa chữa. Về phía Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cũng cho biết thêm, trong năm 2022, trên một số phương tiện thông tin truyền thông xuất hiện thông tin dự kiến tháng 4 năm 2023, sân bay Côn Đảo sẽ đóng cửa để thi công mở rộng. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp đơn vị lữ hành lo lắng. Tuy nhiên, đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo chưa có thông tin chính thức về việc khởi công sửa chữa sân bay Côn Đảo cũng như thông báo khởi công và thời gian dự kiến đóng cửa sân bay từ chủ đầu tư là Cục Hàng không Việt Nam.